Thời gian qua, công tác giao đất lâm nghiệp cho tổ chức doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, song quá trình thực hiện cũng bộc lộ những bất cập hạn chế, nhiều dự án không mang lại hiệu quả. Vào dự án nông lâm nghiệp ở huyện Ea Súp đã được 2 năm. Tuy nhiên, do đất đai cằn cỗi, dù chăm sóc kỹ càng, hơn 62 hecta keo của doanh nghiệp này vẫn sinh trưởng kém, thậm chí hàng chục hecta vừa bị cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng. 2 năm rồi mà chưa thấy phát triển gì mấy. Và bây giờ hiện tượng là người ta lại đốt. Thành ra là tôi thấy rất là buồn. Thì bây giờ là tôi muốn là xin để các cấp, các ngành, các ban lãnh đạo có thẩm quyền chức năng giúp đỡ công ty để hỗ trợ cho chúng tôi để có thể thay đổi cây trồng và vật nuôi. Còn đây là các dự án khoanh nuôi trồng và bảo vệ rừng của một doanh nghiệp khác tại Ea Súp. Mục tiêu là trồng cây keo, cây tách và cây ăn quả có múi. Hơn 10 năm, chôn vốn hàng chục tỷ đồng, nhưng cây keo vẫn còi cọc, không thể khai thác. Cây ăn quả thì khó sinh trưởng phát triển. Cái hiệu quả từ rừng thì chúng ta không phải là hạn chế mà nó không có hiệu quả, mình phải khẳng định luôn. Thì cho đến ngày hôm nay là gần như cây cao su rồi, chỗ thì chết, chỗ thì không có hiệu quả gì cả. Những cái cây mà có tính chất cây rừng, ví dụ cây tách chẳng hạn, thì cũng vậy, nó được 2 năm đầu thôi, đến năm thứ 3 cái là bắt đầu nó cứ suy giảm cái sức phát triển của nó dần dần đi rồi, xong rồi thành được cây chết. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 64 dự án được thuê đất đầu tư phát triển nông lâm nghiệp với vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, hầu hết dự án đều gặp khó khăn và kém hiệu quả, bộc lộ nhiều tồn tại yếu kém về thiếu năng lực, chậm tiến độ. Các doanh nghiệp đều thua lỗ và bị các dân, hộ dân xung quanh, đặc biệt là di dân tự do, họ lấn chiếm đất rừng. Các cái cơ chế biện pháp đối với các cái doanh nghiệp trong vấn đề mà xử lý các cái trường hợp đó là nó còn nhiều cơ chế nó vướng mắc, chính vì vậy là họ không có mặn mà ảnh hưởng đến cái môi trường. Và kêu gọi thêm, hiện nay gần như là chưa có doanh nghiệp nào mà đăng ký để mà khoanh nuôi bảo vệ rừng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực tế còn nhiều dự án chưa thực hiện hiệu quả việc bảo vệ rừng, để rừng bị chặt phá, đất đai bị lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai, bị chấm dứt dự án. Trong 64 dự án được thuê với tổng diện tích là hơn 43.000 ha, đến nay khoảng hơn 6.700 ha bị xâm canh lấn chiếm, chiếm 15,5% diện tích được giao.